Long Thanh Airport, Vietnam's largest airport, is located in Long Thanh District, Dong Nai Province, located 40 kilometers east of Ho Chi Minh City. It is being developed to ease congestion at Tan Son Nhat International Airport and to become a major international travel hub in Southeast Asia. This project also addresses concerns from foreign businesses about the city's logistics infrastructure. As a result, there's been a surge in interest in real estate around Long Thanh Airport, not just from locals, but also from overseas Vietnamese. In this clip, alongside Ms. Kim Tui, we'll explore the latest updates on Long Thanh Airport and why it's attracting so much investment. Em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư của kênh YouTube. Em xin giới thiệu, em là Kim Tui. Tôi là chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Đồng Nai. Và hiện tại em Kim Tui đang ở một dự án rất là lớn, đó là dự án công trình sân bay quốc tế Long Thành quý anh chị ạ. Hiện tại là em đang đứng trên tuyến đường DT769. Tay phải em Kim Tui đây là sân bay quốc tế Long Thành. Long Thanh and Nong Trach are key districts in Dong Nai Province, known for their growing industrial zones and strategic infrastructure developments. Long Thanh is home to major industrial parks like Long Thanh Industrial Zone, catering to both domestic and international manufacturers. Nong Trach, with its vast industrial zones, such as Nong Trach 1, 2 and 3, has attracted numerous foreign investors, making it a hub for manufacturing and logistics. The combined population of these districts is rapidly increasing due to urbanization and industrial growth. Key infrastructure projects like the Ben Luc Long Thanh Expressway, which connects these districts to major ports and industrial hubs, and the Tsai Mep Thai Vai Deepwater Seaport further enhance their importance. These developments make Long Thanh and Nong Trach strategic areas for investment and economic growth. Em Kim Tươi đang có mặt ở đường DT769 là tuyến đường kết nối liên thông của xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Phía bên tay phải của em Kim Tươi đây anh chị là bên hông của sân bay quốc tế Long Thành. Nếu mà đi ngược về sau lưng em Kim Tươi thì anh chị sẽ di chuyển ra đường quốc lộ 1 và cao tốc Long Thành Dầu Dây mất khoảng 5 đến 10 phút và về Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút. Hiện tại gần cái sân bay quốc tế Long Thành này thì hôm nay em Kim Tươi sẽ đưa anh chị đến một cái dự án rất là đẹp của tập đoàn Kim Quan Group, đó là dự án Century City chuyên về nhà phố và đất nền trên trục đường DT769 này luôn ha. Phía trước như anh chị thấy là trục đường chính là chủ đầu tư sẽ xây shop house, còn em đang đi trục đường chính trong của nội khu. Phía bên tay phải em Kim Tươi đây là nhà phố đây, như anh chị thấy hai bên. Bên tay phải là xây nhà phố, còn bên tay trái của em Kim Tươi đây là sẽ là quy hoạch trung tâm thương mại. Còn đây là trục đường chính của dự án. Nhà phố của mình là được rơi dao động vào khoảng tầm 100m2 đến 120m2 và kết cấu một trệt hai lầu, xây theo kiểu theo phong cách hiện đại rất là đẹp luôn. Dự án Thăng Long Home thì chuyên về nhà phố và biệt thự của anh chị ạ. Nhà phố biệt thự ở đây thì dao động thấp nhất rơi vào khoảng tầm hơn 4 tỷ trên một căn và cư dân hầu như ở 60%. Dự án Thăng Long Home nằm tại xã Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, cách sân bay Long Thành chỉ có 7 km. Và đặc biệt dự án này nằm một vị trí rất là đẹp, pháp lý thì rõ ràng, sổ hồng riêng biệt. Và ở đây thì người nước ngoài sinh sống rất là nhiều, anh chị có thể mua ở, đầu tư hoặc cho thuê. Và đa số là người nước ngoài, Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc. Vì ở đây nằm cũng khá là gần 6 khu công nghiệp Nhân Trạch. Ở đây là mình nằm ngay chân trung tâm luôn, nên là vị trí này cũng đầy đủ tiện ích cho mình sinh hoạt. Giờ mình đi sâu vào dự án đó ha. Hiện tại em Kim Tươi đang có mặt ở trên trục đường chính của dự án Thăng Long Home. Trục đường này thì có chiều rộng là lên gần 30m. Và hai bên đây sẽ là shop house để cho anh chị mình có thể là kinh doanh mua bán. Và một căn shop house ở đây rơi vào một diện tích là khoảng tầm 100m2 và kết cấu một trệt hai lầu. Đây, phía bên tay trái của em Kim Tươi đây là cũng đã có ngân hàng MB về đây, họ đã làm việc ở đây rồi.
Còn bên tay phải bên đây là văn phòng. Căn đầu tiên là căn shop house, khách hàng cũng đang gửi cho em kim tươi bán nha. Căn này là căn shop house nằm ở trên trục đường chính là 30m và có tổng diện tích là 100m2, ngang 5 x 20, kết cấu là một trệt hai lầu. Nhà này sẽ là xây hoàn thiện bên ngoài và giao phần thô bên trong cho khách hàng. Giá dao động ở trên trục đường chính này rơi vào khoảng tầm 7-7,5 tỷ trên một căn, và giá chào bán cho căn shop house này chỉ có 7 tỷ thôi quý anh chị. Ở đây là mình pháp lý sổ hồng riêng luôn. Đây. Đoạn đường cái căn shop house trên mặt tiền đường 30 m này thì anh chị có thể là kinh doanh mua bán nè. Có thể làm văn phòng công ty nữa. Khu vực này thì người nước ngoài ở rất là nhiều, với lại khu mình cũng là An Ninh và Sầm Uất. Bây giờ mình sẽ tiếp tục qua một căn nhà phố tiếp theo và xem giá như thế nào nhé. Đã tiếp tục đến một cái căn nhà phố này ha. Và căn nhà phố này khách cũng đang gửi bán với mức giá là 5,2 tỷ. Tổng diện tích của nó là 135m2, ngang 6, dài 25. Ngang 6, dài 25. Và kết cấu cũng là một trệt, một lầu. Ở bên trong thì sẽ được 3 phòng ngủ với lại 2 nhà vệ sinh. Tại vì căn này cũng đang cho người nước ngoài thuê nên là em cũng không có thể nào vào trong em quay được cho anh chị xem á. Thì em chỉ quay ở ngoài thôi. Căn này đã hoàn thiện rồi với mức giá bán là 5,2 tỷ. Còn những cái căn mà mình thô mà chưa có hoàn thiện bên trong thì nó giá dao động khoảng tầm 4,6 tỷ cho đến 4,8 tỷ một căn tùy theo vị trí ha. Nhà ở đây mình sẽ xây và có một cái khoảng lùi ở bên trong. Sẽ xây có một khoảng lùi sân vườn và ở phía sau cũng khoảng một khoảng lùi nữa, rất là đẹp luôn. Đó, rộng rãi thoáng mát, nằm trên trục đường thông, lòng đường 17m. Vỉa hè rất là rộng. Vỉa hè rơi khoảng tầm 3m mấy à. Ở đây mình được cái là mình cho thuê được cái nguồn tiền cũng rất là cao, dao động khoảng tầm 15 đến 20 triệu tùy theo mà nội thất anh chị hoàn thiện ở bên trong như thế nào. Nằm gần sân bay quốc tế Long Thành và mình di chuyển về Hồ Chí Minh mất khoảng tầm từ 20 đến 30 phút bằng đường cao tốc. Và sắp tới đây tuyến đường Vành Đai 3 cũng đang hoàn thiện. Mình di chuyển từ Nhân Trạch về quận 9, từ Vành Đai 3 khoảng tầm 7km, là một nơi khá là hợp lý để cho anh chị mình mua để ở hoặc là nghỉ dưỡng. Và giá cả ở đây cũng rất là hợp lý, cũng khoảng 4 tỷ mấy cho đến 5 tỷ một căn. Và mình có thể không ở, mình có thể cho thuê và được nguồn thu mỗi tháng. Ở đây mình được người nước ngoài ở rất là nhiều nên cũng khá là an ninh. Còn dự án D2D thì cách sân bay Long Thành mình chỉ khoảng tầm 3km thôi, nằm ở tại xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Giá trung bình dao động cũng rơi khoảng tầm 18 đến 20 triệu trên 1m2 quý anh chị ạ. À. Là một nơi rất là tiềm năng và đầy hội tụ đầy đủ giống như yếu tố như là bên hàng không nè, có hàng không và cảng, liên cảng, và bên cạnh đó có rất là nhiều khu công nghiệp luôn. Ví dụ giống như là khu Nhân Trạch thì có 6 khu công nghiệp, từ khu công nghiệp 1 cho đến khu công nghiệp 6. Và ở Long Thành mình cũng có rất là nhiều khu công nghiệp với anh chị. Đường cao tốc cũng liên kết với Sài Gòn. Và từ Nhân Trạch Long Thành mình di chuyển về Sài Gòn chỉ mất khoảng tầm 20 phút di chuyển bằng xe ô tô. Thị trấn Long Thành và khu vực Nhân Trạch Đồng Nai, đây là hai cái khu mà phải gọi là tiềm năng của bất động sản hiện nay. Khu Nhân Trạch thì cách sân bay quốc tế của mình thì anh chị di chuyển khoảng tầm 10 đến 15 phút di chuyển bằng xe. Và Nhân Trạch của mình hiện tại bây giờ là đang có những cái tuyến đường giao thông kết nối như là tuyến đường Vành Đai 3. Tuyến đường Vành Đai 3 thì mình từ Nhân Trạch di chuyển qua quận 9, sau này chỉ mất khoảng tầm 7km và chỉ mất từ 15 đến 20 phút chạy xe từ Nhân Trạch về đến Sài Gòn. Mà Nhân Trạch hiện tại bây giờ là đang là cái trọng điểm kết nối hai thành phố lớn. Đầu tiên là thành phố Hồ Chí Minh và bên cạnh đó là thành phố Vũng Tàu anh chị. Là một nơi rất là tiềm năng để cho anh chị mình tìm hiểu và đầu tư ạ.
If you have any questions about real estate following Long Thanh Airport, feel free to contact us. Thank you and see you in the next clip.